Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuất Đỉnh Audio. Địa chỉ cửa hàng nhà Xuất Đỉnh là ngõ 42 đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Cũng như số điện thoại duy nhất là 0395727582. Trong tất cả những video thì Xuất Đỉnh đều có hướng dẫn cũng như báo về số điện thoại và địa chỉ rõ ràng. Thì cũng mong các bác là cố gắng xem video cũng như là muốn mua sản phẩm nào thì các bác chú ý kỹ để Xuất Đỉnh tả chi tiết cũng như báo giá trực tiếp trong video. Có nhiều bác thì thậm chí không kịp xem cũng như không biết là xem cái gì nên lại hỏi là địa chỉ ở đâu hoặc là âm ly hoặc là loa bao nhiêu tiền. Thì Xuất Đỉnh cũng chỉ giới thiệu ngắn gọn có vài phút, mà các bác mà muốn mua hàng thì các bác phải chú ý kỹ. Tại vì đấy, các bác không chú ý kỹ thì đấy là cái thiệt của các bác là những người mua hàng. Còn quan điểm mà Xuất Đỉnh thì cứ bán và tả là phải chuẩn và chi tiết. Thì đây là số điện thoại cũng như địa chỉ duy nhất tại cửa hàng Xuất Đỉnh. Các bác cứ đến trực tiếp alo số điện thoại Xuất Đỉnh và Xuất Đỉnh sẽ đón tiếp các bác. Ở trong video ngày hôm nay thì Xuất Đỉnh lại về thêm được một ít xúc điện của hãng Yamaha cũng như hai chiếc âm ly và cục bao đến từ Nhật Bản. Thì Xuất Đỉnh sẽ quay chi tiết cũng như báo giá cho các bác từng sản phẩm này. Toàn là những hàng khá là gấu cũng như thương hiệu rất là nổi tiếng. Đặc biệt là ba chiếc xúc điện ở phía bên trên này. Thì xúc điện này là xúc đến từ thương hiệu Yamaha đến từ Nhật Bản đây. Dòng này thì sử dụng là bát 20, gân của nó là gân cao su, cho nên cái tiếng bát của dòng máy rất là hay. Có hai cục xúc FVK205, thì nó có một chiếc màu vàng và một chiếc màu đen thì đang ở trước màn hình của các bác. Và thêm một cục súp SVK90 thì nó là màu đen. Thì ba chiếc súp này nó đều cấu hình giống nhau là bát 20. Và mức giá thì Xuất Đỉnh sẽ báo chi tiết cho các bác ngay trong video ngày hôm nay. Những dòng này thì nó được mệnh danh là súp vua súp bãi Nhật rồi. Và dòng này thì phù hợp các bác kể cả nghe nhạc và hát karaoke. Chơi rất tốt, diện tích phòng từ 20-25-30m2. Tiếng bát của những dòng Yamaha này thì nó xuống rất là sâu, mềm mại, chi tiết. Và bác nào đã từng chơi qua những dòng súp Yamaha thì các bác đều mê hết. Đấy là cái nói thật lòng chi tiết để các bác hiểu về những dòng này, tiếng rất là hay. Xuất Đỉnh chỉ có kịp cậy được một cái căng của chiếc súp SVK90. Vì hai cái dòng này thì nó đều có cấu hình là bát 20 và gân của nó này là gân cao su. Và gân này thì nó rất là bền, nên Xuất Đỉnh sẽ mở e căng của một chiếc này ra. Loa thì phải nói là cực đẹp. Đấy, đây là cái e căng. Dòng súp này nó đều có cấu hình là bát 20 giống nhau hết các bác nhá. Đấy. SVK90 thì nó có kích thước chiều cao đạt 50, chiều ngang của loa khoảng độ 22 và chiều sâu của loa là 40, độ thu hồi phía trước. Gân của nó là gân cao su, màng của nó là màng carbon. Phím bật tắt nguồn. Dòng này thì tần số của nó từ 50 đến 150 Hz. Đây là volume to nhỏ. Súp điện thì nó không ăn công suất của âm ly và các bác có thể ghép tốt về tất cả những chiếc âm ly cục đẩy đều sử dụng được tốt hết. Vì nó không ăn dòng cho nên ghép vào cái súp nào, ghép vào âm ly nào cũng được, kể cả là các bác có những âm ly mini. Vì súp này nó sử dụng điện 100 và điện rời hoàn toàn. Ba chiếc súp này kích thước thì nó cũng giống nhau. Đấy. Thì súp SVK90 này thì Xuất Đỉnh cũng bán rất là nhiều rồi. Mức giá thì cũng vẫn như cũ, giá cực kỳ là tốt, 3.800.000 đồng một chiếc SVK90. SVK205 này cũng vậy. Nó chỉ màu vàng thì nó sẽ đắt hơn màu đen là một chút, nhưng thực chất ra thì nó chỉ là khác ở cái màu thôi. Còn đâu là chất lượng thì nó như nhau và hình thức thì nó đều như nhau cả. Nó chỉ khác màu đen và màu vàng. Thì chiếc SVK205 này cấu hình nó cũng giống như chiếc SVK90, cũng là bát 20, chiều cao cũng đạt 50, chiều ngang 22, chiều sâu 40. Phím bật tắt nguồn, volume cắt tần và volume to nhỏ. Đấy, SVK205. Dòng này thì cũng có cấu hình là bát 20, gân cao su, lỗ thông hơi phía trước. Nó không có sự khác biệt gì mấy, mà Xuất Đỉnh cũng không cậy được cái căng vì căng này nó rất là chặt và loa thì nguyên zin, đã test hoạt động tốt. SVK205 màu đen này thì Xuất Đỉnh cũng bán được bác mức giá là 3.800.000 bằng SVK90, cấu hình nó như nhau. Còn sang tới cái màu vàng của SVK205 này thì Xuất Đỉnh sẽ bán chênh với màu đen là 200.000 đồng. Tức là SVK205 màu vàng, hàng tuyển chọn xuất sắc.
mức giá là 4 triệu đồng. Thì cái này thì không phải là do Xuân Đỉnh tự tăng giá, mà đây là do người dùng. Tại vì nhiều người ta thích màu vàng, nhưng cái màu thì nó cũng không quan trọng, vì súp thì không ai người ta để ở giữa nhà người ta test cả. Mà súp thì khuyên cáo các bác là nên sử dụng khi các bác phối ghép về những bộ âm thanh, thì các bác để ở góc nhà là càng tốt, thì cái tiếng bát nó sẽ đầy hơn rất là nhiều. Đây là phía đằng trước đằng sau của những chiếc súp điện Yamaha SW205 điện 100V, được sản xuất tại Indonesia, công suất 65W. Góc cạnh thì không có điểm che rồi, vì đây là hàng tuyển, rất là đẹp, len kem luôn. Còn đây còn SW90, đằng sau nó đều có đường vào, có đường cắt tần đảo pha đầy đủ hết nguồn điện. Đây là nguồn tổng của từng chiếc âm ly, từng chiếc súp điện nó đều có nguồn tổng, công suất nó cũng giống nhau luôn nhá. SW90 cũng có công suất là 65W. Thì vì cấu hình của những dòng này thì nó đều giống nhau cả, nó chỉ khác là cái mã thôi. Đây thì nó nguồn tổng ở phía đằng sau này. Đây là đảo pha và cắt tần. Ở đây các bác cắm tín hiệu âm thanh qua cái đường AV này, theo dạng stereo. Đây là ba chiếc súp, súp màu vàng giá 4 triệu, hai chiếc súp màu đen này giá 3,8 triệu. Thì tùy theo nhu cầu sử dụng cũng như hình thức để các bác mua, các bác có nhu cầu cũng như ở xa mua hàng thì các bác cứ chuyển khoản đặt cọc xong nhắn địa chỉ là Xuân Đỉnh sẽ gửi hàng đến tận nhà cho các bác. Còn các bác muốn tàu nhanh thì các bác gửi xe thì các bác sẽ nhận hàng theo xe, rất là tiện. Còn ở phía đằng sau này thì Xuân Đỉnh sẽ quay cho các bác hai cái siêu phẩm mới về tại cửa hàng. Một chiếc gọi một cục bao hay còn gọi là cục đẩy của hãng LOD. Dòng này là dòng HMA 6590, gọi là 6590. Dòng này thì sử dụng bao này là bao MOSFET. Đấy, nó dập luôn chữ MOSFET này. Nên cái tiếng dòng này rất là sáng, hai đèn vu rất là to. Size của dòng này là size 43, cầu loa AB. Trở kháng của dòng này là từ 4 ohm, công suất của nó là 120W. Nhưng bao này là bao rất là đáng chơi. Những dòng LOD thì nếu như những cái bộ đầu 3, đầu 4 thì cái size của nó là size 38. Nhưng riêng tới cái dòng đầu 6 này, 6590, thì dòng này thì nó là size 43 mà size của nó to. Mà cái dòng LOD này thì nó lại ghép được rất là hay với những dòng loa Nhật và loa Mỹ. Công suất thì ghi không lớn nhưng mà ghép vào những cặp bass 30 đánh đảm bảo bằng bass rất là phê luôn. Xuân Đỉnh test nhạc thẳng từ trên điện thoại và ăn theo volume to nhỏ đây. Nếu như bác nào mà nghe nhạc vàng mà thích nghe mộc mạc, đèn vu của dòng này nhảy rất đẹp luôn nha. Hình thức mặt tiền đẹp len kem, size 43. Nội thất bên trong thì bao thì nó không giống như âm ly, nó chỉ có mạch của công suất, tức là mạch cục đẩy thôi. Đấy, nguồn tụ và chạy 4 sò sắt của hãng, cho nên là cái chất âm của những dòng, riêng về nói về sò sắt thì sò sắt của hãng Hitachi đứng đầu bảng trong những dòng sò sắt đến từ Nhật Bản. Những cái chất lượng âm thanh của những dòng Hitachi LOD này rất là tuyệt vời. Bao LOD 6590, cửa hàng Xuân Đỉnh đang bán cho các bác mức giá là 4.500.000 đồng. Hàng rất là hiếm, đây gọi là hàng sưu tầm, duy nhất chỉ có một chiếc, không phải lúc nào cũng gặp về những dòng này. Đấy, các bác về có thể ghép vào những âm ly có cái đường preamp, hoặc các bác có thể ghép vào vang là vừa nghe nhạc hát karaoke tốt luôn. Đấy, mà nghe nhạc cái dòng này bao MOSFET này tiếng rất là hay. Các bạn nào đang chơi những dòng loa AR, những dòng loa Mỹ ghép vào những power LOD này rất là tuyệt vời. Nhìn thì rất bình thường nhưng ngược lại chất âm thì lại rất là đẳng cấp. Đây là phía đằng sau, máy móc đẹp xuất sắc, duy nhất chỉ có một chiếc, đọc luôn số series cho các bác là 045, điện 100V, công suất 120W, mức giá là 4.500.000 đồng, cùng power LOD HMA 6590, đẹp len kem. Còn sau bên này là một chiếc âm ly đắt tiền nữa của hãng Sơn Sui, và cũng rất là lâu rồi Xuân Đỉnh mới về. Đó là dòng Sơn Sui mặt gương 3.7 DG.
Thì dòng DG này chính là dòng có cổng quang, giải mã Smart TV. Đấy, rất là tiện dụng. Hình thức thì còn rất là đẹp. Size của nó cũng là size 43, điện 100V. Máy chạy 8 sò than, công suất của dòng này là 250W. Dòng này khá là hiếm. 3.7 này thì nó có mức giá là dưới 10 triệu, nhưng sang tới 3.9 thì nó hàng hiếm hơn nữa. Và cũng đang có mức giá là 20 triệu, gần như gấp đôi so với dòng này. Thế là Sơn Đỉnh lựa chọn cho các bác phân khúc tầm tiền để các bác chơi, cũng như phối ghép tốt về những cái bộ âm thanh. Dòng Sơn Xui này thì nếu như đánh về những dòng loa Nhật, đặc biệt là các bác là đang có những dòng diatone khó tính, thì ghép với những dòng Sơn Xui này rất là tuyệt vời. Những dòng Sơn Xui 77HR 77X đánh những dòng này thì rất là hay này. Hoặc các bác có thể ghép với những dòng loa Bose, loa JB, mặt gương, mặt tiền đẹp len keng, có chỉnh bass check đầy đủ trên máy khi đèn to này sáng, có nao nớt. Đấy. Khi có giải mã nên sẽ có báo đèn 44K ở đây để rất đẹp được. Còn bên này là các đường vào. Ở dưới này thì các bác nhả những đường mô tinh ra. Còn khi các bác sử dụng những đường táp này thì các đường bên trên sẽ không có tác dụng nên không sử dụng nhả ra. Hình thức rất là đẹp. Nó có đồ cũ thì nó vẫn có chảy xước nhẹ nhưng không đáng kể. Còn tổng quan để đạt được những chiếc âm mê xuất sắc như này thì cũng rất ít. Và cái đời 3.7 này thì cũng không phải lúc nào cũng có sẵn. Nội thất bên trong thì Xuân Đỉnh cũng mở máy để các bác cùng kiểm tra luôn. Vì nội thất bên trong của dòng này nó quá mới. Sắc xi cũng như các cái linh kiện sạch sẽ và còn sáng bóng. Đặc biệt là dòng này rất ít dùng. Các bác chỉ cần để ý kỹ đây, nó có hai con chở này. Bình thường thì nhiều ôm đi sử dụng nhiều thì cái mạch này nó còn đen ở cái chỗ cái phần mạch này luôn. Nhưng chiếc ôm đi thì còn mới keng luôn. Đấy. Phía đằng sau này. Đây là cổng quang giải mã, các bác cắm trực tiếp từ Smart TV đây, rất là tiện dụng. Đây là cầu loa, điện của nó là điện 100V, công suất của dòng này là 250W. Đấy. Chiếc âm này thì Xuân Đỉnh đang bán cho các bác Sơn Xui 3.7 DG, mức giá tại thời điểm này ở cửa hàng Xuân Đỉnh bán ra mức giá là 9.800.000 đồng, chưa đến 10 triệu. Nhưng đây là một trong những dòng âm ly kiêm giải mã của Sơn Xui rất là hay, mà lại vừa ví tiền của các bác. Chơi được đa thể loại, ghép vang cơ, vang số, là hát karaoke tuyệt vời. Hình thức đẹp và còn nguyên zin tuyệt đối, mức giá là 9.8 triệu. Và như vậy thì Xuân Đỉnh vừa giới thiệu chi tiết cho các bác 5 sản phẩm trong video của tối ngày hôm nay. Đấy, các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của Xuân Đỉnh là 0395 727 582, cũng như địa chỉ mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.